Xin chào. Chào mừng quý khán giả quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khán giả luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách hai chiếc giường mẫu hoàng gia trơn liền khối, có kích thước là 2m2m2, rất là dày dặn. Cái giường này là được làm thiết kế theo cái kiểu dáng mẫu hoàng gia Louis của vua Pháp, và thay vì là đục chấm thì cái này làm thẳng phẳng trơn tru, bởi vì có rất là nhiều người họ thích phẳng. Phẳng thì nó cũng có những cái đặc điểm là dễ lau chùi và gỗ nó phải chọn rất là đẹp để nó tạo được cái vân. Ngọc có thấy vân của cái này đẹp không? Vâng. Đấy, hai nữa là khi mà những cái này lại nó rất là dày, làm nó vừa dày vừa đặc vừa chắc chắn và vừa cẩn thận. Kích thước của nó 2m2 thì sẽ khi mà nằm ngủ là quý khách sẽ cảm thấy rất là thoải mái, vô cùng là rộng rãi, chân tay dang ra không có sao cả, bởi vì là nó rất là rộng. Nếu mà hai vợ chồng thì nằm rất là thoải mái, nhưng mà kể cả hai vợ chồng và hai đứa con thì vẫn thoải mái luôn, bởi vì nó rất là rộng, vô cùng là rộng, rất là đẹp, dày dặn mà chắc chắn, mà kiểu dáng thì sang trọng. Đặt vào nhà thì nó sẽ sáng choang cả căn nhà, nó phù hợp với những nhà như là nhà hoàng gia, nhà nô y, nhà lâu đài, nhà mang phong cách tân cổ điển, kể cả những nhà vuông vắn thẳng phẳng, khi mà đặt để cái này vào nó cũng rất là đẹp, bởi vì cái giường này kiểu dáng của nó theo cái hình, nó làm cho cái căn phòng trở nên nó rất là mềm. Hai nữa là cái ổ Louis của nó rất là dày, nó vô cùng là đẹp, cho nên là đặt vào trong nhà thì nó làm cho cái căn phòng trở nên ấm cúng, đẹp đẽ và dày dặn. Hôm nay với kích thước là 2m2m2, những cái giường kiểu mới, có một đôi giường kiểu mới này rất là đẹp, được nhiều khách hàng lựa chọn. Hướng Mai xin gửi niệm lành, lời chúc sức khỏe, lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách đã nhiều năm trở thành khách hàng trung thành của Hướng Mai, là khách hàng tiềm năng, là khách hàng đã hàng ngày xem các kênh YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai rồi. Mong là quý khách gặp được nhiều điều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, và kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Xin được gửi lời biết ơn, cảm ơn. Cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Nếu quý khách có nhu cầu thì hãy tới với số 1 Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh, hoặc có thể gọi điện vào số 0912-298-044 hoặc 0972-514-668 để được mua sắm và tư vấn những sản phẩm giường tủ đồ gỗ, hoặc là có thể là bàn đến Hướng Mai Center 6 tầng showroom. Tầng 6 thì sẽ có được rất là nhiều giường tủ. Hướng Mai Center có 9 tầng. Mỗi tầng thì có một các bộ khác nhau, ví dụ như là bàn ăn tầng 3, hoặc là bộ Minh Quốc tầng 4, hay là tầng 5 là các bộ Louis, tầng 6 là toàn bộ giường tủ, tầng 7 là các bộ gỗ mun, tầng 8 là các bộ gỗ chắc, và tầng 9 là toàn bộ bàn thờ, đồ thờ. Nên là rất là mong gặp được quý khách. Tầng 2 thì những bộ như ý trơn, tầng 1 thì đa dạng sản phẩm, có tất cả những cái sản phẩm như vậy, nên là chắc chắn quý khách sẽ chọn được một vài thứ về căn nhà của mình, đủ duyên thì mua cả nhà luôn. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào.